Chào đón quý anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư đến với kênh Bất động sản Minh Đức Bình Dương. Nơi đầu video, em Minh Đức kính chúc quý anh chị, quý khách hàng có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Và để đưa quý anh chị, quý khách hàng đi tham quan cái căn nhà một trệt hai tầng lầu, một tum, tọa lạc nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Để quý anh chị nào có nhu cầu muốn chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp thì quý anh chị nắm bắt được cái video của Minh Đức đang review thì quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký, nút like, chia sẻ để lấy động lực được quý anh chị đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên em đang có. Và căn nhà em Minh Đức đang review đây, tọa lạc nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý anh chị di rời từ căn nhà này ra tới đường DT743, chợ Phú Phong, ngã tư Miếu Ông Cù, khoảng chừng đầu chưa tới một cây số quý anh chị nhé. Đặc biệt là quý anh chị di rời xuống vòng xoay An Phú cũng rất chi gần Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu, rất chi tiện lợi quý anh chị ạ. Và để chi tiết thì quý anh chị cùng đồng hành với em Minh Đức đi tham quan cái cơ sở hạ tầng ạ. Một cái khu vực cơ sở hạ tầng rất là hiện đại, đông dân cư quý anh chị nhé. Một cái khu rất là đắc địa cho quý anh chị an cư lập nghiệp. Khu vực này là đường thông quý anh chị nhé. Đường thông quý anh chị có thể buôn bán được, có thể buôn bán được quý anh chị nhé. Và quý anh chị có thấy thân quen không ạ? Cái căn nhà này thì em trước đây khoảng 2 tuần em review là đã xuống giá với chị nhé. Và đặc biệt cái căn nhà bên này thì giá rẻ hơn căn nhà bên này nhiều. Bởi vì tại sao? Là căn nhà bên này thì làm nó chất lượng hơn và cái mà thiết kế nó ok hơn quý anh chị nhé. Để chi tiết cho căn nhà một trệt hai tầng lầu và một tung thì quý anh chị đồng hành với em tham quan cái mặt tiền ạ. Đây là một cái mặt tiền một trệt hai tầng lầu và một tung quý anh chị nhé. Cái tum thì quý anh chị đứng ở đây không nhìn thấy đâu. Để trên em sẽ review chụp hình tham quan. Và để nhanh cái video thì quý anh chị sẽ cùng đồng hành tham quan cái video với em Minh Đức 15-20 phút quý anh chị nhé. Một cái căn nhà có hướng nam, diện tích 5 x 16.30, 81 m² đất, thổ cư 100%. Đấy quý anh chị tham quan ạ. Và đặc biệt hơn là căn nhà này có sân xe hơi khép kín quý anh chị nhé. Đồng thời thì khi vào trong nhà thì quý anh chị có một bộ cửa hai lớp. Lớp bên ngoài là bằng cửa cuốn, lớp trong là nhôm kính sông pha xịn sò quý anh chị nhé. Một cái căn nhà thiết kế cho quý anh chị rất là công năng sử dụng ok và được thiết kế rất sang trọng thì quý anh chị cùng đồng hành với em tham quan. Trước tiên khi bước vào phòng khách và lơi xe hơi khép kín thì đây quý anh chị tham quan cái trần này, nối liền với lại phòng khách bằng giác vàng 24K. Hai quý anh chị tham quan này, có cái quạt trần cũng rất mát. Tức là bên trong cũng có trần, phòng bếp bên ngoài phòng khách cũng có quạt trần. Hai cái tủ hai bên là tượng trưng cho quý anh chị, ví dụ quý anh chị để những cái chai rượu và dép, nón, mũ vân vân ở khu vực đằng trước khu vực xe hơi này. Rất sang trọng quý anh chị nhé. Và cũng đã đầy đủ camera rồi rem cho quý anh chị. Đặc biệt là quý anh chị khu vực này là đông dân cư quý anh chị nhé. Ở căn nhà này còn thiếu một bộ bàn ghế sofa thì để cho quý anh chị chọn bộ bàn ghế sofa và một bộ bàn ăn quý anh chị nhé. Có kệ tivi cho quý anh chị luôn này. Và trên tường thì thiết kế cho quý anh chị nhựa PVC, vân gỗ và vân đá. Cũng rất lịch sự cho cái không gian phòng khách. Quý anh chị tham quan ạ. Và đặc biệt hơn thì quý anh chị tham quan cái khu vực cầu thang. Khu vực cầu thang thì gầm cầu thang thì cũng như thường lệ cũng có tủ rượu cho quý anh chị luôn. Và cộng thêm cho quý anh chị là một cái cầu thang rất sang trọng. Đấy. Bằng chất liệu gỗ căm xe quý anh chị nhé. Rồi cộng thêm cho quý anh chị là đá hoa cương. Cái này là tím Mông Cổ đấy quý anh chị. Đó, rất sang trọng nhé. Quý anh chị tham quan này. Kết hợp với lại một cái phòng bếp là phòng ăn thì cũng có bàn ăn cho quý anh chị nhưng mà để quý anh chị chọn ạ. Đấy, còn tất cả căn nhà này là full nội thất của quý anh chị nhé. Chất liệu cho cái tủ chén này là bằng chất liệu gỗ an cương, chất liệu cao cấp. Rồi cộng thêm với lại kính cường lực chống dơ bẩn, có lơi tủ đá, rồi gầm tủ cầu thang này có tủ rượu cho quý anh chị luôn. Quý anh chị tham quan ạ.
một cái không gian phòng bếp rất rộng rãi, và phía bên này là có cho quý anh chị là cái gương chữ rô này để cho quý anh chị sử dụng hàng ngày, một bức tranh thác nước ở chân cầu thang rất sang trọng quý anh chị nha, một cái gương này sang trọng chưa từng thấy luôn. Di rời về phía đằng sau thì quý anh chị khu vực này có một cái sạp nước đây, và cộng thêm cái chậu rửa mặt sang trọng ở bên ngoài, có giếng trời sáng hàng ngày cho quý anh chị luôn. Một căn nhà rất sang trọng quý anh chị nha. Giá thì căn nhà này bên em đang rao bán với cái giá là 5 tỷ còn thương lượng cho khách hàng thiện chí nhé. Đấy, bởi vì căn nhà này là mới vệ sinh công nghiệp, hôm nay mới là xong đó quý anh chị. Thế nên hôm nay em tranh thủ em review cho quý anh chị tham quan cái căn nhà một trệt, hai tầng lầu và một tum, được thiết kế sân xe hơi khép kín trong nhà, phòng khách, phòng bếp, tổng là 4 phòng ngủ VIP quý anh chị ạ. 4 phòng ngủ VIP. Đấy, và một phòng thờ, một phòng học, 5 nhà vệ sinh quý anh chị nha. Đấy, 4 nhà, 4 phòng ngủ là có 4 nhà vệ sinh, với lại cộng thêm ở dưới trệt này một nhà vệ sinh nữa là 5. Quý anh chị thấy ok không ạ? Và ban công, 3 cái ban công luôn. Đấy, chú anh chị tham quan nhé. Em sẽ đưa quý anh chị lên lầu 1 tham quan đã. Quý anh chị nào đang tham quan cái video của em Minh Đức Bất Động Sản Bình Dương thì quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký, nút like, chia sẻ. Em lấy động lực được quý anh chị đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên em đang có, và quý anh chị hãy điện vào hotline 0968 914 993. Khi em Minh Đức đi rời lên trên lầu 1 khu vực cầu thang này, quý anh chị nắm bắt được thông tin có một cái giếng trời rất sáng đã vào thiết kế cho quý anh chị những cái lan can và những cái bức CNC rồi bức tranh từ dưới lên trên dán bằng đá trúc nhá quý anh chị nhé. Đây, đây là một cái giếng trời rất sáng cho khu vực cầu thang này và mát quý anh chị ạ. Không gian cầu thang này thì quý anh chị sẽ có một cái phòng học ở khu vực này quý anh chị ạ. Đây ạ, khu vực này là khu vực phòng học quý anh chị nhé. Rất sang trọng cho một cái khu vực cầu thang mâm nghỉ, có cộng thêm cái phòng học ở bên nữa. Và em sẽ đưa quý anh chị đi tham quan này. Quý anh chị cùng đồng hành với em Minh Đức tham quan chi tiết cái phòng ngủ VIP, nó VIP như thế độ nào quý anh chị nhá. Đây ạ, full nội thất cho cái phòng ngủ ở trên lầu 1, tức là lầu 1 này và một lầu 2 cũng cái phòng ngủ như thế này. Phía đằng sau cũng giống là phía đằng sau, phía đằng trước cũng giống phía đằng trước, tức là em đang là mô tả cái phòng ngủ đấy quý anh chị ạ. Hai phòng giống nhau và hai phòng đằng sau giống nhau đó quý anh chị tham quan ạ. Rất chi tiết và khang trang lịch sự cho quý anh chị an cư lập nghiệp mà khi quý anh chị chọn được một căn nhà như thế này. Ở phía bên ngoài này là có cái ban công rộng rãi quý anh chị nhá. Tối đến quý anh chị ra ngồi hóng mát, ngắm trăng rồi ngắm hoàng hôn rất tuyệt vời. Khu vực này là một dàn tủ, tủ truyền hình, rồi tủ áo, rồi để quý anh chị cho những cái mà bình rượu ở trên cái tủ này, rất sang trọng cho cái phòng ngủ quý anh chị nhá. Đặc biệt hơn là cái tấm kính này này, quý anh chị không nhìn thấy nhá, em sẽ tư vấn quý anh chị ạ. Bây giờ em sẽ vào vệ sinh em tư vấn cho quý anh chị. Ở phía bên ngoài và phía bên trong không thể nhìn được, nhưng em sẽ cho quý anh chị nhìn tại sao mà nhìn được và tại sao không nhìn được. Đây ạ, một cái nhà vệ sinh rất VIP, có bồn tắm lầm này quý anh chị, cao cấp nha. Đấy, đặc biệt thì em sẽ cho quý anh chị thăm cái gương này. Đây ạ, quý anh chị nhìn thấy chưa? Đó, không có ai thấy chưa? Đó, rồi ok nhá. Ở phòng này cũng giống phòng trên quý anh chị ạ nhá. Đặc biệt là cái gương này là gương điện, quý anh chị không như kiểu mà gương rèm mà chính chị chỉ bấm điện một phát là nó sẽ che đi, và quý anh chị bấm lên là sẽ nhìn thấy bên ngoài bên trong. Đó, một cái không gian là nhà vệ sinh rất sang trọng, quá sang trọng luôn quý anh chị ạ. Rồi, quý anh chị cùng em di rời về phía đằng sau, quý anh chị tham quan cái phòng ngủ nữa ở dưới tầng 1 quý anh chị nhá. Một cái phòng ngủ này cũng đầy đủ các nội thất này quý anh chị này. Chất liệu cao cấp luôn, sang trọng luôn. Em tư vấn không đố đâu quý anh chị ạ. Quý anh chị tới một căn nhà này mà tham quan thì em nghĩ rằng quý anh chị không chê đâu ạ. Đầy đủ các giường tủ, kệ trang điểm, kệ làm việc, kệ tivi vân vân. Đây, quý anh chị thấy không ạ? Rất sang trọng luôn và sang trọng. Đặc biệt hơn là quý anh chị trong phòng ngủ mà có cái giếng trời này nữa này. Rất sáng nhá và rất mát, gió quý anh chị ạ. Đó. Nhà vệ sinh cũng là cao cấp hết từ A tới Z. Đây quý anh chị tham quan, chất liệu cao cấp.
Đó, một cái chất liệu cho cái nhà vệ sinh rất sang trọng tuyệt vời. Một căn nhà giá chỉ có 5 tỷ còn thương lượng cho quý anh chị nào thiện chí nhé. Quý anh chị nào đến với em Minh Đức Bất Động Sản Bình Dương thì phải là thiện chí, và quý anh chị thiện chí cọc, thiện chí mua. Đấy, chứ đừng có lửa lạc lửa mỡ để mà coi xem có bán hay không, thì nói chung là chẳng ai rảnh đâu quý anh chị ạ. Và nếu quý anh chị đang tham quan cái kênh của em Bất Động Sản Minh Đức thì quý anh chị cũng vui lòng cộng tác với em, để hàng ngày em sẽ đưa quý anh chị. Quý anh chị cứ thử tham quan xem, hàng ngày 7 ngày em sẽ có 7 cái video, 7 căn nhà mới để cho quý anh chị tham quan. Thì tại sao quý anh chị không tham quan cái kênh của em, đúng không ạ? Đấy, em sẽ sẵn sàng hỗ trợ quý anh chị để quý anh chị tham quan chi tiết những cái mẫu nhà bên em đang có, và quý anh chị chọn cho mình một căn nhà đừng được ý và ưng ý, an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Trên này thì cũng có cái hành lang giếng trời cũng như ở dưới. Đấy, cũng có đây rất sáng quý anh chị nhé. Và em sẽ cho quý anh chị tham quan chi tiết là cái phòng ngủ ở phía đằng sau trước. Ở cái lầu 1 thì em cho quý anh chị tham quan cái phòng ngủ ở đằng trước và lên trên lầu 2. Đây ạ, rất là lịch sự, sang trọng. Quý anh chị tới căn nhà này em đảm bảo là quý anh chị không chê được, em hứa luôn đấy. Hay, bởi vì một cái căn nhà em review thì em biết, hay, em bọn em thiết kế ra thì bọn em biết, hay, nó hết bao nhiêu tiền và đất nó bao nhiêu tiền, hay, em thiết kế như thế nào, hay, bảo hành với quý chị ra sao, quý chị yên tâm. Tới với em Minh Đức thì em bán rất nhiều nhà quý chị nha, chứ không phải một căn, hai căn. Đấy, quý chị cố gắng tham quan ở bên Mâm Cơm Gia Đình cùng em Minh Đức chiêm ngưỡng. Hay, ví dụ quý anh chị nào mà đang có cái đất mà khoảng chừng đầu 5 mét này, cũng bằng đất này chẳng hạn vậy, 5 x 16 hay 5 x 15 hay 5 x 20 vân vân, thì quý anh chị tham quan cái mẫu này thử coi có ok không. Nếu ok được thì quý anh chị áp dụng. Lên lầu 2 thì quý anh chị sẽ có nhà vệ sinh khép kín ở cái phòng đằng trước. Đây, cũng ở trên phòng đằng trước thì khác có mỗi cái bồn tắm thôi nhé. Đây ạ, khác có mỗi cái bồn tắm này thôi. Bồn tắm này là nhỏ hơn bồn tắm dưới nhé. Bồn tắm này là nhỏ hơn bồn tắm dưới này. Rất sang trọng cho một cái nhà vệ sinh, có cái phòng vệ sinh rất tuyệt vời. Và đặc biệt hơn, em sẽ cho quý anh chị tham quan hai cái đặc biệt này. Đây ạ, quý nhìn thấy ra ngoài chưa ạ? Đó, nhìn thấy, ở ngoài nhìn thấy nhá, nhưng mà giờ hết nhìn thấy này, quý anh chị này. Đó, em sẽ tư vấn kỹ cho quý anh chị tham quan cái này. Tại sao để cái kính này, chẳng qua là bình thường như thế này, em sẽ để cho quý anh chị nhìn vào trong, nhìn ra ngoài bình thường. Nhưng mà khi mà quý anh chị sử dụng cái nhà vệ sinh thì quý anh chị chỉ cần một nút bật. Và đây là cái phòng ngủ số 4 ở trên lầu 2. Sang trọng không quý anh chị? Một cái căn nhà rất sang trọng, tuyệt vời hơn là tất cả các phòng này này. Các phòng này này có gạch này, gạch này vân gỗ này. Đây là gạch quý anh chị nhá, gạch xịn đấy ạ. À, gạch gỗ chứ không phải là, không phải là gỗ đâu quý anh chị nhá. À, quý anh chị tham quan cho kỹ. Một cái mà sáng chế cho căn nhà này thì bên em sẽ cách điệu nó phù hợp với lại cái căn nhà. Quý anh chị tham quan ạ. Đây, ok chưa quý anh chị? Rất sang trọng. Và đặc biệt hơn là cái phòng ngủ này, ngoài này có ban công để quý anh chị ăn nhậu này, trồng cây vân vân. Rất rộng nhé quý anh chị nhé. Đây, một cái ban công ở đằng trước này, ở trên lầu 2 đấy. Cái này trên lầu 2 quý anh chị nhé. Nó, quý anh chị tham quan này, rất chi tiết cho căn nhà. Và để chi tiết hơn thì quý anh chị cùng đồng hành với em Minh Đức đi lên trên tum ạ. Một cái tum nó sẽ thiết kế cho quý anh chị là như thế này. Một phòng thờ, hai ban công đằng trước đằng sau để quý anh chị sử dụng phơi đồ. Một cái căn nhà mà thêm được một cái tum này là rất là nhiều tiền đấy quý anh chị nhé. Quý anh chị nhìn cái đáo hoa cương này, tím Mông Cổ này, đấy, và cái cầu thang này, quý anh chị đã biết được chất liệu của căn nhà này nó ok đến mức độ nào. Vậy cho nên là đắt thì cắt ra tiền quý anh chị nhé. Đắt nó sẽ cắt ra miếng thịt. Đó, quý anh chị yên tâm. Và lên cái mâm nghỉ ở trên lầu, trên tum. Nói đến tum nhưng quý anh chị sẽ từ từ em sẽ tư vấn cho quý anh chị ạ. Tum nhưng mà tum này rất cao nhé. À, rất cao, nếu nó đúng như một cái lầu á. À, chứ không phải là thấp nhé. Và đặc biệt hơn là quý anh chị tham quan này, đây.
trời vừa mưa em sẽ không ra ngoài. Đây là dân cư này, có anh chị này, chúng chị tham quan này, dân cư đông đúc nhá. Đấy, một cái sân mặt sau như thế này, nó rộng rãi như thế này thì quá tuyệt vời. Đấy, quý anh chị tham quan. Và đặc biệt là quý anh chị có một cái phòng thờ rất rộng ạ. Đây, đây là một phòng thờ. Quý anh chị tham quan một cái phòng thờ rất chi rộng rãi nhé. À, chi tiết cho quý anh chị để quý anh chị ở bên mâm cơm gia đình tham quan cái căn nhà một trệt, hai tầng lầu, một tum. Tôi đang nằm ở phường Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý anh chị di rời từ căn nhà này ra tới đường DT43 khoảng chừng 500-700m cho quý anh chị nhé. Đây, quý anh chị ra đây này, chạy ra đây xíu là tới DT743 và chợ Phú Phong. Quý anh chị đứng đây nhìn thấy luôn. Đấy. Nếu quý anh chị nhìn kỹ thì cái tiệm máy xanh kìa. À, điện máy xanh đó là chợ rồi. À, quý anh chị nhá. Đây, dân cư đông đúc này, công ty kín tóc luôn quý anh chị ạ. À, quý anh chị tham quan. Và trời nó đang mưa nên là em sẽ không thể cho quý anh chị tham quan cái tum này được. Đây, đây là cái tum nhá. Rất cao nha quý anh chị nhá, đúng như cái mặt một cái mặt tiền luôn quý anh chị ạ. Vậy cho nên là quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp thì quý anh chị là nắm bắt được cái video của em Minh Đức được review để cho quý anh chị tham quan, thì quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký, like, chia sẻ để lấy động lực đưa quý anh chị đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên em đang có. Và căn nhà này một lần nữa em Minh Đức sẽ tư vấn kỹ cho quý anh chị. Căn nhà có hướng nam, diện tích 5 x 16.30, 81 m² đất quý anh chị, được thiết kế sân xe hơi khép kín trong nhà, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ VIP quý anh chị nha, 1 phòng thờ, 1 phòng học, 5 nhà vệ sinh. Quý anh chị thấy ok không ạ? 5 nhà vệ sinh. Đấy, bởi vì là căn nhà này thì mỗi một nhà vệ sinh, một phòng ngủ là có một nhà vệ sinh, rất thoải mái cho quý anh chị mà vệ sinh VIP luôn quý anh chị ạ. Căn nhà được full nội thất quý anh chị nha, căn nhà này còn thiếu mỗi cái bộ bàn ăn và một bộ bàn ghế sofa ở dưới để cho quý anh chị khách hàng chọn. Với căn nhà mà 5 tỷ thì quý anh chị có đáng giá không ạ? Em nghĩ rằng rất đáng giá. Căn nhà 5 tỷ thì quý anh chị sẽ hỗ trợ ngân hàng tối đa nhé. Và còn bớt cho quý anh chị lọc để quý anh chị an cư lập nghiệp cho đấy may. Đấy, quý anh chị nào thiện chí thì cứ tới với em Minh Đức Bất Động Sản Bình Dương thì em sẽ có bớt lọc cho quý anh chị một căn nhà như thế này. Chắc chắn là sẽ có quý anh chị ạ. Và để kết thúc video, em Minh Đức kính chúc quý anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Em Minh Đức hẹn quý anh chị video tiếp theo ạ.